Dạ, dạ, được bà. Tôi là ai? Thưa bà, tôi là một kẻ ăn mày, khốn khổ đầu đường thoát trở lại. Một kẻ ăn mày à? Vậy mà tới tới à, vậy ông cần gì? Bạc tiền hay cơm gạo? Tôi không cần bạc tiền hay cơm gạo. Tôi đến đây để trình lại tin nhắn của bà lần sau cuối. Giác mày hỏi nhau, người là ai? Là ai? Bà hãy nhìn tất cứ nắng này là ai? Hả? Thằng bà ơi, đang còn sống. Tôi, em nhớ sẽ đến với tôi gần. Sao vậy em? Tôi thank you.
một cô ông nữ dáng sống ngày ngày dệt lụa nay trở thành bà thống đốc nhân bà ơi. Từ trước đến nay tôi đã xây lầu tình yêu trên bà yên. Tôi tưởng đâu khổ sầu làm cho bà tàn phai ăn chắc nào bà vẫn vui cười bên đám lửa già. Dạ, xin hết, xin cảm ơn.